Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh đã được chấp thuận chủ trương thực hiện lập đề xuất dự án xây dựng hồ điều tiết nước tại công viên Hồ Khánh Hội với tổng mức đầu tư khoảng 600 tỷ đồng. Đây là công trình đầu tiên có đơn vị đăng ký thực hiện lập đề xuất đầu tư trong tổng số 3 hồ điều tiết chống ngập đã được thành phố quy hoạch từ nay đến năm 2020.